Xin chào các bạn. Tiếp theo Song Long Media xin được hướng dẫn các bạn cách check hàng chính hãng của chiếc tai nghe Beats Solo 2 Wireless màu gray này. Ở phiên bản mới này thì khi mà Apple đã mua lại Beats thì họ tính bảo mật của họ đã tăng lên và giúp chúng ta nhận biết được hàng chính hãng rất là đơn giản thông qua phần mềm. Trước hết các bạn cần chuẩn bị là một chiếc tai nghe, tất nhiên rồi, và một sợi dây cáp micro USB, không nhất thiết là phải của hãng Beats mà chúng ta có thể lấy được lấy dây micro USB của dây sạc của Android cũng được, không vấn đề gì cả. Sau đó thì chúng ta lên trang chủ beatsbydre.com. Khi vào được trang chủ, chúng ta kéo xuống phần dưới cùng chân trang. Chúng ta click vào My Update My Beat. Sau đó thì hãng sẽ cho chúng ta một đường link để tải phần mềm Beat My Update về. Nhưng mà đây tôi đã tải rồi, cho nên là bỏ qua cái bước này. Và khi tải về thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Với biểu tượng logo Beat màu ghi. Chìm có nghĩa là hiển thị là chưa có thiết bị Beats nào cắm vào đây cả đó. Còn khi chúng ta bắt đầu cắm vào thì nó sẽ đổi màu. Đây, chú ý đây, đây là màu ghi thì là chưa có thiết bị nào. Đầu còn lại chúng ta cắm vào cổng USB của máy tính. Ok, chiếc Beats lúc này là sáng đen. Các bạn chờ vài giây. Ok, lúc này thì các bạn nhìn thấy logo Beats ở trên máy tính đổi sang màu đen. Đó, thì là và có cái biểu tượng tia sét là đang sạc cho thiết bị. Chúng ta click vào đây. Thì nó sẽ hiện lên các cái thông số như là tên sản phẩm, version, có nghĩa là cái firmware đang chạy là bao nhiêu. Đấy. Rất là rõ ràng, giống như chúng ta cắm chiếc điện thoại iPhone thì khi máy đã cài iTunes thì iTunes sẽ tự nhận biết là iPhone đời gì, bao nhiêu ghi, màu sắc thế nào và hiện lên số series, thì cũng Beats này cũng tương tự như vậy. Và sau khi chúng nhận diện được thì ta click chuột vào đây. Đó, thì họ nó sẽ dẫn mình lên trang chủ để xác minh. Việc còn lại là chúng ta chờ. Ok, vậy là phần mềm đã dẫn chúng ta lên trang chủ và xác minh đây là chiếc Beats Solo Wireless. Thời lượng pin đang sạc là 2%. Chúng ta bấm vào đăng ký. Ok, lúc này sẽ hãng sẽ dẫn chúng ta đến một đường link khác. Cái này sẽ chỉ cho chúng ta thấy chính xác hơn đây là hàng chính hãng hay không. Thì hiện tự động hiện lên Beats Solo 2 Wireless màu Spec Gray, đúng trùng với cả cái màu Spec Gray tôi đang có cầm trên tay đây và cắm vào máy tính. Tất nhiên trên hàng fake thì không bao giờ có thể nhận diện được thế này. Dù fake có bề ngoài có làm tinh vi, tinh xảo đến đâu, nhưng mà bảo mật khi chúng ta cắm vào phần mềm thì không bao giờ có thể nhái được, giống như chiếc iPhone chúng ta đang dùng. Và dòng thứ ba là thể hiện số serial number gồm 12 ký tự. Thì chúng ta đối chiếu 12 ký tự này trùng khớp với cả 12 ký tự trên gọng của tai nghe. Đây, ví dụ như là chiếc tai nghe này gồm có 12 ký tự. Đó. Thì các bạn thấy đó. Ok. Nó trùng khớp với nhau. Và chúng ta muốn đối chiếu nữa là hàng có bị đóng lại hay không thì chúng ta đối chiếu tiếp trên đáy vỏ hộp. Trên đáy vỏ hộp đây. Thì hãng cũng dán một chiếc series, một tem series trùng khớp nữa. Vậy là cả ba trùng khớp với nhau là ok. Hoàn toàn 100% các bạn mua được hàng chính hãng mới 100%. Chưa kích hoạt. Chưa mở hộp. Tiếp theo là sẽ đến phần đăng ký. Sau đây mình sẽ xin đăng ký luôn cho một khách hàng của
của Song Long Media. À xin lỗi anh tên gì ạ? Cho em xin tên. Anh Dũng. Anh Dũng ạ. Cho em xin họ. Bùi Mạnh Dũng. Em xin địa chỉ email. Bobby. Bờ. Y dài. 250373. a@yahoo.com. Ok, chúng ta nhập email và một lần nữa xác nhận lại. Chọn, đến lượt chọn phần quốc gia. Chúng ta chọn Việt Nam. Việt Nam. Ngày mua. Anh Dũng mua ngày mùng 1 tháng 12 của Song Long Media. Ok, bước tiếp theo chúng ta, bước cuối cùng là chúng ta bấm vào đăng ký. Chờ vài giây thì hãng sẽ xác nhận cho chúng ta được đăng ký thành công hay không. Ok, vậy là hãng đã báo kết quả đăng ký thành công cho anh Dũng với số seri như thế này. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.